Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách làm món thịt xá xíu thơm ngon, đậm vị và mềm không bị khô cứng nhé. Đầu tiên này, thịt mình mua được thịt vai nha các bạn. Các bạn tốt nhất là mua được thịt vai ấy, hoặc là thịt má heo ấy, thì nó khi mà mình là nấu ấy, là ăn nó rất là mềm nhé các bạn. Đây các bạn để ý mình cách thái này. Đó. Đừng có thái mỏng quá nhé. Mình sẽ thái thành những miếng vuông to nhé. Để đến lúc mình ướp ấy, mình nấu nên thịt nó ăn nó rất là mềm nhé. Đấy, thịt này nó có răm và nó có một chút mỡ này. Món này mình có thể ăn cùng với cơm hoặc ăn cùng với xôi rất là ngon nhé. Các bé nhà mình rất là thích, nhất là cái nước sốt của nó ấy. Này trẻ con, người lớn gì đều ăn được hết nha các bạn. Món này là dễ ăn nhất này, mùa đông mùa hè gì cũng vậy nhá. Đấy. Hoặc là ăn cùng với bánh mì rất là ok nhá các bạn. Rồi bây giờ mình thái xong rồi mình sẽ đi bóc hành và tỏi nhá. Chút nữa mình sẽ cho thêm các loại gia vị vào và có sẵn một cái túi gia vị ướp xá xíu nhá. Ở cái túi này thì các bạn mua rất là dễ này, mình có thể ra tiệm tạp hóa hoặc là vào các siêu thị họ bán rất là nhiều, rất là sẵn. Đấy. Còn nếu không các bạn chỉ ướp mỗi mà cái túi xá xíu không á thì là ăn nó rất là ngọt luôn đấy. Mình phải nêm nếm thêm các gia vị khác nữa thì nó sẽ rất là đậm vị, ăn nó rất là thơm và vừa miệng với khẩu vị của mọi gia đình này. Đây mình bóc tỏi này. Cái gói gia vị mình mua thì thường là một túi đấy, dành cho 500g thịt nhá. Nhưng mà chú thịt này của mình thì khoảng chú thịt này của mình mua là 700g nhé. Tại vì nó rất là ngọt nên là mình sẽ nêm thêm các gia vị vào. Còn nếu mà các bạn làm giống y như là cái gói họ mình mua sẵn ấy, thì ăn nó rất là ngọt luôn. Đây, hành tỏi tí nữa mình sẽ xay. Rồi. Đây nhá, mình sẽ thái hành tỏi và mình sẽ có cả các gốc ngò nhé các bạn. Cái gốc ngò này mình cho vào nó rất là thơm, nó dậy mùi ấy. Đây mình sẽ xay nhuyễn này. Nguyên liệu cụ thể như nào các bạn có thể xem lại trong phần mô tả giúp mình nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm và xem và ủng hộ kênh của mình nhé. Các bạn sẽ cho mình xin một nút like, bình luận và nhớ subscribe kênh giúp mình nhé. Nếu có thêm ý kiến đóng góp gì các bạn cứ bình luận vào cho mình nhé, để mình có thêm động lực và hoàn thiện và làm thêm những món ăn ngon hơn nữa. Đây là mình chia sẻ những kinh nghiệm mà mình hay nấu cho gia đình ăn thì mình thấy rất là vừa và rất là ngon. Các bạn có thêm ý kiến gì hoặc là có thể nấu ngon hơn nữa thì chia sẻ cho mình nhé. Đấy, mình xay nhuyễn này. Cái thịt này thì mình sẽ ướp trong khoảng 1 tiếng nhé. Nếu mà các bạn không có nhiều thời gian ấy, thì ướp khoảng 15-20 phút cũng được. Mà nếu mà ướp ít như vậy thì trong lúc mình nấu thì các bạn sẽ cho thêm nước giúp mình để đun lâu một chút thì cho thịt nó nhừ, nó không bị khô nhé. Còn nếu mà có nhiều thời gian mình có thể ướp được 4-8 tiếng thì càng tốt này. Và lúc đấy thì các bạn ướp bên ngoài cho mình khoảng nửa tiếng, sau đó thì bọc màng thực phẩm và cất vào trong ngăn mát tủ lạnh với mình nhé. Và khi nào chúng ta chế biến thì bỏ ra. Đấy, mình sẽ cho này cái sốt xá xíu này, vừa nãy là hành tỏi và cái ngò rí mình bằm nhuyễn nên mình bỏ vào này. Bây giờ mình có thêm cả ngũ vị hương nha các bạn. Nếu các bạn ăn được cay nhiều thì cho ớt vào nhé. Nhà mình không mình nấu cho các bé ăn nữa nên là mình sẽ không cho thêm ớt vào. Mình sẽ cho thêm hạt nêm này, cho thêm một chút tiêu này, cho tiêu vào như vậy thì nó rất là thơm và cũng không sợ bị cay này.
có thêm dầu hào và xì dầu nữa nha các bạn. Đấy, mình sẽ không cho thêm đường nữa đâu. Nếu các bạn ăn được ngọt nhiều thì có thể cho thêm đường hoặc là cho thêm mật ong vào cũng đều ok nhé. Đây, mình sẽ cho dầu ăn vào này các bạn. Cho thêm dầu ăn như này ấy, thì đến lúc mình ướp xong ấy, mình nấu nên nó sẽ không bị khô và thịt nó rất là mềm nhé. Và mình đảo đều lên này, cái màu của nó nên rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, các bạn cứ làm theo đúng như hướng dẫn của mình nhé, đảm bảo là thành công nhé. Và thành công ngay lần đầu tiên, ăn rất là ngon đấy, cả nhà đều thích nhỉ. Nấu mỗi lần nấu cái món này nên nó thơm dữ lắm luôn đấy, thơm khắp cả nhà luôn. Thì cả lúc mình đang ướp như thế này thôi nó cũng rất là thơm rồi. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt đúng không ạ? Đây, sau khi mình ướp được rồi này thì bây giờ mình sẽ cho vào mình áp chảo qua nhé, mình lật qua lật lại hai là đều hai mặt nhé, cho nó thấm, sau đó thì mình mới cho nốt cái sốt còn lại vào để mình đun tiếp nhé. Đấy, đây nha các bạn, mình ướp được lâu nên là nước của thịt nó ra này, không cần phải cho thêm nước này. Còn nếu các bạn mà không ướp được lâu ấy thì nhớ cho thêm nước vào để đun cho nó mềm thịt nha các bạn. Đó, này mình ướp được 1 tiếng đấy. Nếu mà các bạn ướp được 4 tiếng đến 8 tiếng thì rất là tuyệt vời luôn đấy. Đó, đấy là nó thấm gia vị ấy. Đấy, mình đun lửa vừa thôi nhé các bạn. Cái nồi này của mình á, thì nó giữ được nhiệt rất là tốt này, nên là mình chỉ đun lửa nhỏ thôi. Mình nấu bằng bếp từ ấy, mình điều chỉnh nhiệt độ rất là dễ. Đấy, rồi bây giờ nó đã mình lật lại nó đã cháy xém ở phía dưới rồi này này các bạn này. À, nó rất là thơm và nó đậm vị này. Thịt nó săn lại rồi ấy. À, sau đó thì mình lật hết một lượt xong rồi thì mình sẽ đổ cái nước sốt vào để mình đun tiếp nhá. Đun đến khi nào mà nước nó còn lại sệt sệt ít mà nó kẹo lại thì là các bạn tắt bếp là được nhá. Thịt nó sẽ rất là mềm và ngon đấy. Đây, mình đổ nốt cái sốt vào này. Đến lúc ăn thì chúng ta cứ thế ăn miếng to như này cũng được, tại vì thịt nó rất là mềm. Và như các bạn nhỏ thì các bạn có thể lấy kéo cắt nhỏ ra cho các bạn đi ăn nhé. Đây, thấy chưa? Cái nước sốt này nó kẹo kẹo lại rồi này. Sắp được rồi này các bạn ơi. Nhìn rất là bắt mắt và hấp dẫn đúng không ạ? Này, ăn với cơm nóng thì tuyệt vời luôn. Hoặc là cho cùng ăn cùng với bánh mì. Ăn với bún cũng được ok nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình gắp ra dĩa để ăn cơm này. Đấy, cái nước sốt của nó này, nó rất là sệt luôn đấy. Mình hy vọng là các bạn thích món này và ủng hộ mình nhé. Và làm thành công món này nhé. Nguyên liệu cụ thể như nào các bạn có thể xem lại trong phần mô tả giúp mình nhé.
Món này có khách đến nhà đãi cũng rất là ok này. Ăn rất là đậm vị này. Ăn cùng với lại nhất là có dưa dưa món chua ngọt đó. Ăn rất là hợp luôn. Đấy, nước nó sệt sệt này. Cái nước này mà dưới vào ăn với cơm hoặc với bánh mì thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, hôm nay nhà mình có món có dưa góp ăn cùng là củ cải với lại cà rốt đấy. Chua chua ngọt ngọt, ăn rất là hao cơm luôn. Rồi, mình chúc các bạn làm thành công món này nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo nhé.